xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái linh kiện phụ kiện vỏ thùng loa mẫu SRX725 bản quyền thiết kế của JBN. Đợt này về thì em sẽ có giới thiệu thêm các bác là hai option. Một option là các bác mua thùng thôi và không mua thêm phân tần, và một option đặc biệt nữa là các bác sẽ mua thêm cả phân tần và sẽ được giảm giá một tí. Thì hiện tại mẫu thùng này bên em đang bán trong khoảng giá là khoảng 4,6 triệu một cặp, và trong một số trường hợp thì giá có thể lên đến là 4,7 triệu hoặc 4,8 triệu, bởi vì cái tiền linh kiện vào mà nó đắt thì nó sẽ đắt thôi. Với hai option thì em kể luôn nhá, cái tay sách phụ kiện về là có tay sách này, phân tần này, hậu này, hậu kèn này và lưới đây đó. Thì em cũng kể luôn này, linh kiện mà, nên là các bác có thể mua theo kiểu là các bác mua module phân tần xịn rồi, hoặc là các bác cũng có thể là mua full option vỏ thùng rồi. Thì lại kể về vỏ thùng. Vỏ thùng này thì được sản xuất theo tiêu chuẩn rất là cao cấp, sơn sần cát. Các bác nhìn hạt nó ong ánh này, sơn sần cát. Và cái chất gỗ của cái thùng này là gỗ ván ép cao cấp, hay gọi là gỗ bạch dương. Nó cao cấp, nó chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, nó không sợ mưa, không sợ nắng. Đấy, nhưng mà nếu mà bão thì thôi, các bác bê vào, chứ không thì gió mạnh quá nó hắt vào thì mình cũng không đảm bảo được, em cũng không đảm bảo được cái độ bền gọi chắc chắn tuyệt đối, nhưng mà nói chung là cũng rất là ok trong khoảng. Phân tần thì bên em bán rồi là 1,550,000 một bộ, cùng là hai miếng hậu, hai vỉ module ở trong đây, hai vỉ module này đó, và dây giắc tiếp theo. Đấy. Hoặc các bác mua thùng không thôi thì là sẽ có là hai chiếc thùng, hai cái họng kèn, bốn cái tay sách, hai cái hậu và hai cái lưới, và ốc át đầy đủ đi theo cho các bác. Trong một số trường hợp thì sẽ là thùng và ốc cho gen, nhưng mà hiện tại thì bên xưởng em dặn dò như thế rồi, không biết là các ông vừa nghe điện thoại vừa uống nước hay sao hay quên, thì không thấy làm cho gen, cái này điểm trừ, không thấy làm cho gen. Chứ còn nếu như làm chân gen thì nó cũng chỉ cộng thêm có vào 100.000 trên một đôi thôi. Nhưng đây là chắc là anh em nó quên, không làm chân gen. Đấy. Thùng gỗ ván ép cao cấp, sơn sần cát, linh kiện. Đấy. Cái bản chất cái thùng của nó xịn sẵn rồi, nên là các bác dùng yên tâm. Cái thùng này thì nó hợp với tất cả các dòng bát 15 inch. Có thể phù hợp với các bác đi làm mini night show, touring biểu diễn chuyên nghiệp, hoặc là các bác là đánh cho các không gian nó vừa, ví dụ như là sinh nhật, tiệc cưới, không gian vừa và nhỏ, khoảng dưới 100m² đổ về, thì có thể chơi solo một cặp này bằng không cần súp. Hoặc là các bác chơi ở không gian lớn khoảng tầm 300-400m đổ về, nhưng lại không muốn sử dụng các hệ thống như Nile Ray hay là hỏa tiễn, thì các bác vẫn có thể sử dụng cái dòng 725 như thế này. Cái dòng này thì nó vẫn ra một cái rất hiệu quả, và ngay như bản thân em đang sử dụng là cái chiếc A15 đang đậu sau này, đang sử dụng cái cấu tạo họng kèn của các dòng SRX700 này, 715, 725 sử dụng họng kèn này, nó hiệu quả và nó đạt được cái góc cổ rất là tốt. Các bác có thể chơi theo các cái kiểu cấu hình preset, ví dụ 725 với 718 là súp đơn và phun đôi, hoặc là 725 với 728 là phun đôi và súp kép, hoặc các bác có thể kết hợp với một số dòng súp khác, không cần nhất thiết là của các dòng như là JB hay là các cái dòng SRX. Các bác có thể tham khảo như là ví dụ như mẫu E218 này, hoặc là mẫu mini scope kia kìa, cũng có thể ra được cái chất cũng đánh rất là hay và phù hợp với nhu cầu của các bác. Đấy các bác nhé, sơn sần cát hiện tại hàng về trong chiều tối ngày hôm nay, thì báo cáo và quen luôn cho các bác cho nó vui. Đấy. Các bác nào đặt hàng đã về hàng nhé, và hôm nay về là có về thêm củ loa 18 TNX4000, củ loa chuyên đánh cho các dòng Ultra Low Frequency, tức là loa siêu trầm tầm số rất là thấp, phù hợp với các dòng như là Mini SC và SC 118XN, và có thể phù hợp với một số phiên bản TH Mini nữa. Em sắp ra mắt TH 118 Mini nữa thì nó sẽ khá là phù hợp với cái thùng đó. Đấy. Của bát này cũng rất là lớn. Rồi, giới thiệu qua nhé. Về hàng là thùng 725, phân tần module liền hậu. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác.
Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hay em sẽ tiếp tục quay và giới thiệu toàn thể các bác nhé.